Hi, chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục làm series những công trình mình đã làm nhé. Các bạn cùng xem nha. Mình chỉ biết mỗi về hệ thống mạng và các thiết bị về công nghệ thông tin thôi. Nếu các bạn muốn trao đổi gì thêm thì hãy bình luận dưới video này nhé.